Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Vermont nằm ở góc đông bắc của nước Mỹ, giáp ranh với Canada. Đó là một đảo đức chỉ rộng khoảng 24.887 km². Thành phố là một thành phố nhỏ tên là Montpelier. Không chỉ thơ mộng, ngày nay tiểu bang Vermont còn được gọi là tiểu bang thân thiện môi trường nhất vùng Bắc Mỹ. Từ những tháng cuối năm trước đến hơn 6 tháng đầu năm, Vermont luôn có tiết phủ trắng nhưng không quá dày, khiến cho không khí hết sức trong lành, cảnh vật sáng tươi dưới nắng lạnh. Lý thú nhất khi các bạn đến với tiểu bang Vermont đó là đi chơi bằng mô tô chạy tuyết hoặc là bằng xe tuyết cho chó kéo qua những con đường lên xuống các đồi cây vào sáng sớm hay chiều tà. Nhiều du khách nói rằng cảnh rất đẹp và thơ mộng. Hoặc sang trọng hơn, khi đi xe tuyết do ngựa hoặc tuồng lộc kéo sống lại thời xa xưa khi Vermont mới được xây dựng. Mọi thắc mắc về nơi ăn chốn ở cũng như tìm hiểu về chương trình học của các trường ở bang, các bạn hãy gọi đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để được hỗ trợ qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Nằm trong top 50 của các trường hàng đầu về nghiên cứu tại Mỹ, trường Đại học Vermont được biết đến như một học viện hàng đầu trong các lĩnh vực về nghiên cứu, kinh doanh, kỹ thuật, y học, sinh học, môi trường, v.v. Đây là chiếc nôi của nền giáo dục nằm tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ cũng như là của hàng đầu thế giới. Đại học Vermont là đại học lâu đời thứ 5 được thành lập năm 1791, nằm ngay cạnh những trường đại học tốt nhất của Mỹ trong khu vực. Khi tới thăm trường Đại học Vermont, chúng ta mới hiểu được vì sao trường được xếp thứ 82 của các trường đại học danh giá nhất của nước Mỹ. Tại trường, sinh viên học được bất cứ chương trình nào đều có cơ hội nghiên cứu ngay từ những học kỳ đầu tiên. Những kinh nghiệm thực tiễn cộng với các kiến thức cập nhật mà sinh viên tiếp thu khi ngồi trên giảng đường là hành trang cần thiết để đảm bảo cho sinh viên có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Và bên cạnh đó, tại bang còn có rất nhiều trường có chất lượng tốt. Mọi thông tin chi tiết để tìm hiểu, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Và hiện nay, công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Các bạn vui lòng cập nhật vào các website của công ty để tìm hiểu thêm, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Đang theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn với là bạn Lè, vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Lè nhé. À, chào Lè. Dạ, em chào chị ạ. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? À, mình tên là Ngọc Lè, hiện nay mình 24 tuổi. Mình vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Huế. Sở thích cá nhân của mình là đi shopping và chơi violin và cuối tuần. Wow, vậy là em học cái đàn lâu chưa em? Dạ em cũng đã học cách đây 5 năm rồi ạ. 5 năm cũng là khá là dài đúng không? Thì là chia sẻ với các bạn qua Mỹ mình sẽ học trường gì bên đó em? Qua đó thì mình sẽ học ở University of Texas at Arlington. Trường của em học là một trường công lập. Nó được thành lập cách đây 120 năm và có khoảng 33.000 sinh viên theo học cái này. Em chọn trường này thì tại vì trường này đặc biệt trong ngành tí số, tức là ngành mà em muốn học. Và hơn nữa là người anh họ đã giới thiệu trường này cho em và đó là một trường rất tốt cho nên khuyên em học trường này. Tại vì là em vừa tốt nghiệp đại học ngành sư phạm tiếng Anh cho nên là em cũng muốn theo đuổi cái ngành để học lên thạc sĩ. Dạ. Qua đó mình sẽ học tiếp chương trình thạc sĩ. Vậy thì cái cảm nhận của em khi làm ngoại sao tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Mình được biết Tân Đại Dương là qua bà của mình là cũng chọn Tân Đại Dương và bây giờ đang ở bang Ohio cho nên mình cũng muốn được đi du học Mỹ cho nên mình đã chọn cái trung tâm lớn nhất và uy tín nhất để dạy phỏng vấn cho mình, vì quan trọng nhất là cái khâu dạy phỏng vấn. Quá trình học khoảng phỏng vấn của em là em sẽ học phỏng vấn ở anh Khôi. Anh thì dạy cho mình rất nhiều, bất cứ câu hỏi nào mình cảm thấy thắc mắc là anh Khôi sẽ giải đáp cho mình rất là cặn kẽ. Sau đó là bọn em sẽ ngồi vào băng tròn chat lại với nhau trước khi đi phỏng vấn. Và thường thường anh Khối hay là kể những câu chuyện cười để cho mình relax. Và hơn nữa là mọi người là thường ngồi lại hỏi những câu hỏi khó với nhau. Ai không trả lời được thì
Thì phải về nhà học bài lại, có ai trả lời được sẽ được quà của anh Khôi ạ. Em học với anh Khôi thì em được mấy món quà của anh Khôi ạ? Dạ cũng 3 món. Và chị cũng được biết là sau khi nhận được visa thì em cũng có quà, không biết em nhận quà của anh Khôi chưa? Dạ rồi ạ. Người hướng dẫn của em tức là chị Thủy, chị sẽ chat lại một lần nữa và sắp xếp hồ sơ cho em trước khi đi phỏng vấn. Anh bảo anh thì nói về đại sứ quán, phân tích cho mình hiểu là đại sứ quán thực ra cũng có gì lớn lao hết, cho nên để cho mình cảm thấy tự tin hơn trước khi đi phỏng vấn. Anh bảo anh dạy cho mình phân tích kỹ người lãnh sứ quán là kiến thức về kiến thức sự giàu có của người ta, vì khi mà đứng mình đối diện với những người mà có địa vị cao hơn mình, giàu có hơn mình thì mình cảm thấy rung sợ, nhưng thực ra những người đó là chỉ là một nhân viên của lãnh sứ quán thôi, cho nên mình có gì là phải ngại ngùng hết. Mình thấy khi mà phỏng vấn thì mình hãy xem người đó như là một người bạn để trò chuyện và tâm sự thôi ạ. Vậy thì sau khi học xong mình bảo anh thì vào phỏng vấn, em có thấy lo sợ gì? Đầu tiên thì rất lo vì cái không gian khác lạ và mọi thứ rất nghiêm ngặt, nhưng sau đó thì mình là trấn an, mình chỉ là cuộc nói chuyện với người nước ngoài thôi, cho nên hãy cứ vui vẻ bình tĩnh. Là cái dự định của Lè sau khi học xong tại Mỹ thì như thế nào em? Mục đích của em là trở thành giáo viên tiếng Anh tại trường ngoại ngữ Huế, và trường này yêu cầu cái bằng em phải có bằng thạc sĩ, cho nên em đã chọn du học Mỹ để tăng cái khả năng tiếng Anh của em lên. Trở về lại thì với bằng cấp của Mỹ thì cái bằng cấp của em là sẽ có giá trị hơn là bằng cấp tại Việt Nam. Và bây giờ đã có visa trong tay thì sau khi quay trở lại về Huế, mọi người hỏi em đã làm hồ sơ ở đâu thì tất nhiên em sẽ là giới thiệu là Tân Đại Dương không những làm hồ sơ cho em mà còn làm hồ sơ cho bạn em, và đặc biệt là em gái của em cũng đang định đi du học Mỹ. Rồi, chị cảm ơn chia sẻ của Ngọc Lệ và chúc cho những cái ước mơ của em sẽ thành công hơn trong tương lai ha. Dạ, em cảm ơn chị và chúc Tân Đại Dương ngày càng thành công ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Ngọc Lệ về cái quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để được tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.